Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Về TV ha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại núi Dinh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Đây, núi Dinh là dãy núi trước mặt chúng ta đây. Và con đường chúng ta đang đứng ở đây là con đường đi vào tu viện Minh Đạo các bạn ha. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch. Tại tu viện Minh Đạo sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan và cũng là ngày thầy Thích Minh Đạo về nha các bạn. Tại sao hôm nay mình đứng ở phía xa xa, ở phía ngoài đường này để quay vào cho cô chú anh chị và các bạn xem? Thì đây, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy từng đoàn xe đã xếp hàng ra tới đây rồi các bạn. Đó, chưa bao giờ thì tình trạng kẹt xe lại lan rộng vô tới trong một con hẻm nhỏ như thế này. Đó, đây cô chú anh chị và các bạn có thể thấy đây, từng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau về tu viện Minh Đạo, thực sự là không còn cái điều gì tả xiết được các bạn. Đấy, kẹt xe diện rộng trong cái con đường này luôn. Đấy, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy đường này, đường đi vào ha. Bình thường ở rộng thanh thang, hôm nay u trời ơi, u là trời. Giờ Honda không vào cũng được chứ đừng nói xe buýt các bạn. Thì không những là tu viện Minh Đạo không, ở đây còn những cái ngôi chùa khác, người dân Phật tử về đây cũng rất là đông. Ô mẹ ơi. Đây. Trời ơi, đây. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy con đường này. Thì giống như mình đã từng nói, khu vực này gọi là đất của Phật, đất Phật các bạn, vùng đất Phật. Thì ở đây tập trung rất là nhiều những ngôi chùa, thiền viện, tu viện rất là nhiều luôn các bạn ha. Giờ là 7 giờ rưỡi sáng mà quang cảnh ở đây này. Ôi kẹt cứng rồi, kẹt rồi, không đi vào được. Đây, ui trời ơi, giờ trong tu viện Minh Đạo chắc là đông lắm luôn đó mọi người ạ. Giờ xe vô kẹt cứng rồi. Bà con phải đi bộ vào này, xe dừng xa bà con đi bộ vào này. Không đi vô được đâu cô ơi, kẹt lắm rồi. Mình biết một con đường nhưng phải đi đường vòng hơi xa. Mình muốn đi đường này để quay cho cô chú anh chị và các bạn xem những hình ảnh tại đây trong một ngày rất đặc biệt. Giờ để đi vào tu viện Minh Đạo là một điều rất là khó khăn luôn, chứ đừng nói là vô trong tu viện nữa các bạn. Trời ơi, cứng ngắc rồi. Ô mẹ ơi, kẹt ra tới đầu đường rồi. Đây, từng đoàn người phải đi bộ vào luôn. Đi bộ giờ cũng thấy khó chứ đừng nói là đi ô tô vào nữa. Gian nan quá. Giống như một cái đại lễ lớn. Mình đã từng chứng kiến những hình ảnh này tại lễ hội núi Bà Đen vào đầu năm. Thông thường vào đầu năm á, mùng 4 đấy. Khổ đậu trước chùa. Khổ nha. Giờ cũng không biết nói sao được. Đau lòng thật. Đây, từng dòng xe về đây rất là đông. Những hình ảnh thông thường thấy những cái lễ hội lớn như lễ hội núi Bà Đen, hình ảnh này là chỉ có lễ hội núi Bà Đen mình gặp thường xuyên hơn. 2-3 năm gì mình đi quay lễ hội núi Bà Đen thì đây cô chú anh chị và các bạn thấy dòng xe xếp nè, cả này cả ngàn chiếc xe chứ không ít đâu mọi người ạ. Đó, với những hình ảnh rất là quen thuộc, bộ gọi là bộ quần áo đi chùa năm 2024, hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ ha. Ôi mẹ ơi,
mới 7:30 sáng các bạn, và đã có hình ảnh như thế này rồi. Trưa nay là không còn một cái chỗ trống để chúng ta đi vào được. Lên la bò càng mãi vô tới đây được. Dòng người đi từ đầu đường qua tới trung tâm là khủng khiếp, phải nói là khủng khiếp. Chắc chưa bao giờ những hình ảnh như thế này có ở khu vực này, theo mình đoán như thế ha. Dòng người cực kỳ đông. Thì bây giờ mà vô trong tu viện Minh Đạo chắc không còn chỗ đứng luôn đó các bạn. Với số lượng các cô chú anh chị về tu viện Minh Đạo hôm nay chắc không còn chỗ đứng ở trong tu viện luôn. Đi cô, đi xe vô đi. Ê, nè, quay lại. Đây nè, xe nào đi cô ơi. Xe nào, có đủ xe nè, xe hai ơi. Đi. Đông đông khủng khiếp luôn mọi người. Nay mình đi sớm rồi đó. Đi chạy chạy tí nữa chắc thôi rồi luôn. Mình quay tới cổng tôi bị mình thảo xong mình sẽ edit luôn cái video này luôn cho coi chương trình bạn xem. Còn thật sự là vô tôi về bây giờ mà quay thì phải thêm một cái video khác. Nên chắc chắn là mình sẽ làm một cái video nữa rồi. Nhưng mà qua đây nè. Cô chương trình các bạn có thể xem nè, ngay con đường vào này. Mẹ ơi, mở hơi tay đây, mệt cứng. Ô trời ơi, hôm nay dòng xe còn lên trên kia nữa, không lối thoát. Đây đường vào công viên đây. U mẹ ơi, giống như đi hành hương luôn các bạn ạ. Này không khác gì lễ hội núi Bà Đen hết. Mọi người thấy quang cảnh tại tu viện Minh Đạo nè. Đây con đường đi vào là kẹt cứng rồi. Tối qua biết vậy tối qua mình ngủ luôn ở đây các bạn ha. Đó, cho tiện hơn ha. Nếu phải gửi xe tiếp phía ngoài kia rồi để vào tu viện, nếu mà đi xe Honda là không vào được. Nắng quá rồi. Tình huống này thì mong bà con cẩn thận bóc ví, giấy tờ tùy thân. Lúc mà đông đông như thế này cũng có nhiều tình huống đáng tiếc xảy ra lắm. Ôi.
Anh ơi đường phố, quay cái con đường vô xung quanh thôi mọi người. Động như thế này rồi. Cái này là giống mà cái kiểu đi hành hương luôn, và đúng cái những cái lễ hội lớn ấy. Quay xong video này vậy là tên tôi thổi lội luôn mọi người. Wow. Đây, rồi tới cổng rồi. Giờ đã rồi vô tới cổng của tu viện rồi các bạn. Ok, thì cái video tiếp theo mình muốn gửi tới mọi người là về những video và ở trong tu viện. Còn từ nãy giờ mình đã gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh từ ngoài con đường chính nha, con đường lớn để đi vào tu viện Minh Đạo. Thì hôm nay kẹt xe cục bộ đó mọi người. Những xe này đa phần là ở đây từ ngày hôm qua tới giờ, các bạn có xe 86 mình thấy quen nè đó. Nhưng mà thực sự giờ mà chạy xe vô được đây thì là một vấn đề cực kỳ nan giải luôn ha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Mình sẽ update liên tục những cái video tại tu viện Minh Đạo cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều ha.